Tết Nguyên đán đã cận kề, đây cũng là thời điểm vàng để các dịch vụ làm đẹp hái ra tiền. Gắn bó với nghề làm móng từ năm 2017 đến nay, chị Ngô Thị Thảo, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, những ngày cận Tết, ai cũng muốn làm đẹp nên số lượng khách tăng cao hơn so với ngày thường. Lượng khách ở bên mình rất là đông ấy, gần như là full từ sáng đến chiều, đến tối, đến muộn luôn đấy. Giống như hiện tại bây giờ tiệm chị thì chỉ có 3 thợ, 4 thợ thôi, mà cũng làm không phục vụ kịp, tại vì nó đông quá, thời gian ăn nó cũng còn không có cơ. Nói chung là cũng phải được tầm 3-40 khách một ngày đấy, mà chị phục vụ 3-40 bộ. Cũng giống như chị Thảo, chị Hà Thị Mai Thu, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, do lượng khách đông nên những ngày này chị phải đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về để phục vụ nhu cầu làm đẹp của các chị em. Mấy ngày Tết thì mở cửa sớm hơn, em đi làm thì nó sẽ rơi khoảng 8 rưỡi, làm full luôn từ lúc đó đến tầm khoảng 10 rưỡi tối mới bắt đầu nó đỡ, mới bắt đầu đi về, chốt sổ đi về. Khách có đông ấy, thế là nhiều khi khách đông quá thì mình không thể là mình bỏ khách ở đấy để mình đi ăn được. Thì em chỉ xin khách tầm khoảng 5-10 phút để em đi ăn tạm cái gì đó rồi em làm tiếp thôi. Vẫn làm từ sáng đến tối thì ai cũng mệt cả, nhưng mà mình ở trong ngành làm đẹp ấy thì em cũng muốn là các chị em phụ nữ thì đến ngày Tết thì cũng có một bộ móng tay móng chân, một bộ mi nó đẹp để về ăn Tết cho nó vui vẻ. Và những cái dịp Tết này thì cái lượng khách làm móng thì nó sẽ đông hơn bình thường rất là nhiều. Hôm nay em đến làm thì chỉ cần 75 phút thôi ạ, tại vì là em đã liên hệ trước với cả quán rồi ạ. Trước đấy thì cũng đã có hai khách đến trước ạ, mà do là liên hệ được với chủ quán trước nên là em được làm sớm ạ. Khách đến tấp nập, không ít tiệm dự kiến nghỉ sớm cũng quyết định làm tới khuya để chiều lòng khách hàng. Nhiều nơi làm tới khuya, tuyển thêm thợ phụ, huy động người nhà nhưng vẫn không đủ đáp ứng được hết nhu cầu làm đẹp của khách hàng.